Minh Béo có thể nhận tội tại phiên tòa ngày mùng 10 tháng 8. Phóng viên Ngọc Lan, phóng viên người Việt tại Mỹ, người mới vào tù thăm Minh Béo chia sẻ, Minh Béo đã không còn béo với thân hình tròn trịa, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn lo lắng như 4 tháng trước. Anh ấy gầy hơn trước nhiều, bộ đồ tù trở nên rộng thùng thình, đặc biệt ánh mắt và gương mặt Minh Béo nhanh nhẹn, tươi tắn. Tuy nhiên nam diễn viên từ chối tiếp xúc và trả lời những câu hỏi của chị Ngọc Lan. Từ ngày bị bắt giữ, Minh Béo đã 5 lần xuất hiện tại phiên tòa, trong đó 3 lần là phiên điều trần. Hôm 29 tháng 7, luật sư chuyển giới Mia Yamamoto đã đề nghị tòa cho rời phiên điều trần tới ngày 10 tháng 8 và được chấp thuận. Điều lạ lùng của phiên tòa gần đây là ngay khi tranh án đọc tên vụ án thì luật sư người Mỹ gốc Nhật đã có thời gian trao đổi với đại diện công tố hơn một tiếng đồng hồ ngoài phòng xử. Sau đó cả hai mới trở lại trò chuyện với tranh án. Tiếp đó luật sư của Minh Béo và thông dịch viên đến chỗ giữ nghi án, gần một giờ sau mới vào phòng xử. Sau đó luật sư Mia Yamamoto lại trao đổi tiếp với đại diện công tố trước khi cả hai tới thương lượng với tranh án một lần nữa. Chị Ngọc Lan cho biết, các luật sư giàu kinh nghiệm khi quan sát diễn biến phiên tòa vừa qua đều nhận định vụ án đã đi đến hồi quyết định. Việc trao đổi giữa luật sư công tố và tòa án chứng tỏ Minh Béo sẽ nhận tội. Theo chị Ngọc Lan, nếu Minh Béo nhận tội thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, nếu mức án bằng thời gian tạm giam, nam diễn viên sẽ bị tuyên án và trục xuất khỏi Mỹ về Việt Nam ngay lập tức. Nếu mức án cao hơn thời gian tạm giam thì MC Lục Lạc Vàng phải thụ án ở nhà tù tiểu bang. Luật sư chắc chắn sẽ không muốn thân chủ phải chịu thi hành án ở nhà tù tiểu bang, vì vậy sẽ tìm cách thương lượng với bên công tố, kéo dài thời gian tuyên án trùng với thời điểm bị cáo tạm giam. Khi đó tòa tuyên án cũng là lúc Minh Béo trục xuất về Việt Nam. Anh Thiện Thành, cậu họ Minh Béo nhận định, nếu có đủ bằng chứng rõ ràng chứng tỏ thân chủ không phạm tội thì luật sư Mia sẽ có những lý lẽ và thái độ mạnh mẽ trong phiên tòa thay vì trao đổi kín với công tố và tranh án. Anh Thiện Thành thừa nhận hơn nữa, phía công tố đã có bằng chứng rõ ràng về việc Minh Béo nhắn tin qua lại với cảnh sát đóng giả bé trai mà Minh dụ dỗ. Vì vậy, Minh Béo không thể trang án. Với những bằng chứng rõ ràng, nếu không nhận tội mà đưa vụ án ra bồi thẩm đoàn thì Minh Béo sẽ càng bất lợi. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ theo giờ địa phương ngày 10 tháng 8 tại quận Cam, California, nước Mỹ.